Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại Bắc Bộ, hai ngày tới, ban ngày nhiệt độ vẫn cao và có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ, nhưng đang xen vẫn là những cơn mưa dông kèm theo lốc xoáy và sét. Còn tại khu vực Trung Bộ, vào ngày 29 và 30 tháng 5, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ đêm 30 tháng 5 đến mùng 5 tháng 6 thì Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 5. Chuyển sang khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày mai thời tiết dịu mát, tuy có nắng nhẹ nhưng mà nắng nóng có xu hướng giảm dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Ngày 30 tháng 5, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi và từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6 thì nhiệt độ tiếp tục giảm và kết thúc đợt nắng nóng này. Cảnh báo mưa dông trên diện rộng và mưa lớn cục bộ. Buổi chiều và buổi chiều tối từ ngày 30 đến 31 tháng 5, tỉnh Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác với xác suất từ 70 đến 80%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ. Còn bây giờ là phần nhiệt độ chi tiết cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh vào ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Huế, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực huyện A Lưới, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Huyện Nam Đông, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Đảo Sơn Trà, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.